Em gái bán da cồn vô mua ủng hộ cho cô nha. Ok cô, 3 phần. Ốc ngựa nè con. Hiếm lắm. Hiếm có hàng hả con? Ừ, ốc ngựa. Ốc ngựa ngon mà hiếm có hàng. Bơ ổng bán có gần một ai cũng hỏi gì hết trơn. Không có. Còn là có. Không, hiếm có hàng. Con ở bên đây quen hả, đâu có buồn ha. Yeah. Mấy năm, 7 năm rồi. Tàn ăn cơm nhà không? Đây Tàn ăn cơm ngoài đường không? Cơm tiện không? Dạ, biết cô quen. Đúng rồi, đâu có ai nấu nướng gì đâu ạ. Nếu như hồi cô buôn bán, cô ăn đâu ai nấu nó nồi cơm nhà đâu. Cả tháng nay con đâu có nấu nhà, ăn cơm biết cơm nhà đâu. Ăn quán không mà. Nhưng mà con ăn gì ăn không bằng cơm nhà con. Vậy đúng rồi. Nơi đây đầy nồi nữa rồi. Trời ơi. Vỏ không? Vỏ không? Độn cái ghê. Bữa nay ốc có độn cái ớn luôn. Cái chừng mà 30kg mà có nguyên cái nồi cái này bán làm sao mà có lời. Ốc phải nặng ký lắm mà. Dạ. Xong rồi hả? Không có chồng lên. Chồng lên nó ra đó. Thank you.
rửa này nè Lĩnh, đồ phụ này con. Dạ đây. Dạ lấy cái chân. Dưa chảo. Dưa chay. Rửa mấy con vàng vàng, đầu vàng vàng này nè, thấy không? Đấy. Bây giờ thì có một bé ngồi lừa bụi cô nè các bạn. Chứ bây giờ quá nhiều rồi, lừa sợ mà không kịp giờ bán các bạn. Mấy giờ không? Còn nha. Giờ mới 11 giờ. Nó đầy mặt mới lấy ra. Đầy mặt gì nè. Này chỉ chừng 5 kg mà. À, cân thử. Nặng lắm mà. 5 kg. Các bạn thấy ốc gạo này còn rất là to luôn. Gạo mấy bữa nay gần Tết rồi. Rất là to luôn. Này có mùa. Cho mùa ốc gạo rất là to luôn. Đầy mặt. Dịch. Nhìn nghe các bạn thấy giống như này, giống như cái phần mắt con vịt các bạn ha. Để bỏ nó nè. Y chang luôn. Thank you.
em gái bán da cua vô mua ủng hộ cho cô nha. Được. Trên đường đi bán ghé ủng hộ cho cô nha các bạn. Lấy bình thôi, móc gạo. Móc gạo thấy không? Có chân gạo á. Gạo hôm nay có không? Bên này nhà con. Kinh của mình tên phần gì? Phần gạo, phần bu. À, check in sĩ phố anh. Nói đâu đây cũng có nè. Có cái loại á. Check in. Rồi gạo, phần mấy bu. Mấy kiểu shop vậy ha? Có đâu. Mới làm. Chất nhiều giờ hết. Bu ăn cha. Đó bịch lẻ nhỏ đó. Ờ bịch bu. Bịch chai đó hả con? Chai. Quảng cáo da cun không chị? Quảng cáo da cun được không? Cho cậu đi không? Giờ ra đi về hả anh? Dạ đúng rồi ạ. Về á con nhà cậu nha con. Nhà vô tấm danh đó cô. À, em tấm danh dạ, biết rồi. Con mướn ở bên đó nè. Rồi cái bật, Đúng rồi cô. Chị Tâm nè. Giao, giao. Dạ, 1 triệu 9 đó cô. Chị Tâm cho nó chị đi nước hả cô? Giao. Dạ. Dạ rộng cô. Rộng, rộng hơn này nhiều lắm nha. Dạ đúng rồi, điện nước luôn 1 tháng cũng 6-7 á. Bước vô nhà. Dạ, con xài có mấy tủ lạnh thôi. Cho vô coi hầm, tủi vô coi. Đi vô. Vô. Rồi. Rồi của con bao nhiêu tiền vậy cô? Rồi cái này 70. Dạ. 70 với 60 là 130 với 50. 5, 6, 7, 8. Cho hai bịch mắm chị vô. Đúng rồi. Mua về ăn trưa hả em? Dạ đúng rồi, đặc biệt là nước mắm đó nha mọi người ơi. Rồi, cảm ơn cô. Cho mượn 20 không? Có không? Cho gì mượn 20 có không? Một trăm tám đúng không cô? 180. Rồi, cảm ơn con. Rồi, cảm ơn cả. Đây, 180 rồi, cảm ơn con. Cảm ơn nha. Chào cô. Dạ, chào tất cả mọi người nha. Chào em, cảm ơn em. Con gái ngày nào kéo xe ra cùng đi bán nha các bạn. Con ghé ngang đây rồi ghé ủng hộ cho cô luôn nha. Rồi,